để bố mới làm mày xem. Thì em tất cân chân nó cho nó khỏi chạy. Nó ra rồi, chúng mày làm gì nữa? Đi cho kia nào. Các em làm ăn kiểu gì mà để khách tháng này chậm lãi nhiều vậy? Tại tháng này do ảnh hưởng do dịch anh ạ. Chứ bọn em cũng nằm căng lắm rồi. Phải xem hướng giải quyết thôi, chứ tình hình này chết. Vâng ạ, vậy để ngày mai em cho anh em lên đường vào từng nhà luôn. Mấy hồ sơ này ai làm? Chưa thu được ngày lãi nào mà đã thành nợ xấu rồi. Nhưng hồ sơ này là chỗ bạn thằng Nam ạ, nó đứng lên bảo lãnh anh ạ. Phải dốc sát nó lên, chứ để chúng nó nhờn mãi thế này à? Alo. Mày mang ngay lãnh lên đóng tao mau. Em bảo Nam rồi anh ạ, anh cho em gấp mấy hôm nữa. Mày bảo thằng Nam hay bố nó cũng đéo có tác dụng gì cả. Mà ngay lại em đóng tao. Em nói là em chưa xoay được, anh đừng ép em đến mức đường cùng. Ơ con lợn này, mày vay tiền chưa đóng được ngày lãi nào, đã thành nợ xấu rồi. Bây giờ tao bảo bọn tao ép mày à? Alo, alo. Có chuyện gì không cứ kéo thẳng thế? Anh đến rồi. Đại ca. Anh ngồi đây. Sao? Khách ẩu à? Vâng anh. Thằng Tiến nó trách ẩu quá anh ạ. Nhiều không em? Nó vay 2-3 triệu, chưa đóng một kỳ lãi nào. Mà giờ chậm sang tháng 2 rồi anh ạ. Thế em điện, nó bảo sao? Nó nói, đừng em nói đến bước đường cùng. Chắc có tí đá lẩm anh ạ. Em điện nó, để nói chuyện. Thế bây giờ ý mày làm sao? Em đã nói với anh rồi, nợ thì còn đấy, còn em chưa có thì đừng có ép em. Thế tao hỏi mày, lúc mày vay tiền thì bố có ép mày không? Mà bây giờ mày bảo đừng ép mày. Tiền bây giờ tao không có, chúng mày muốn làm đéo gì thì làm. À con lợn này, mày gấu nhỉ? Vậy đợi đấy để bố mày làm mày xem. Em check đi, xem con lợn này đâu. Nó ở đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình anh em. Lấy hết đồ mà rẻ, đóng cửa quán, anh em lấy được. Các anh để vụ này anh em giải quyết. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi anh. Anh muốn đích tới đây giải quyết con lợn này. Các em làm chạy đi anh. Đi. Mình có anh em Thái Bình em. Có anh tới Tài Tử, anh Quyết Gấu và anh Cường Cá anh ạ. Vậy em điện anh tới Tài Tử đi, nhờ anh check khách cho.
Xong hỏi xem anh có lo mặt đỏ không nhá. Vâng anh, em điện luôn đây ạ. Alo anh tới ạ. Anh ở dưới chỗ anh, em có thằng nợ xấu. Bây giờ em với anh Mạnh đang xuống. Anh xem nào, lo là em yên vụ dưới này cái. Đi nhanh thế. Ừ. Cày con lợn thì quá em ạ. Mã nó có to không mà đích thân anh phải đi thế này. Bé ti. Nhưng mà ngữ điệu và thái độ nó láo. Láo là phải làm rồi. Em cho bọn đàn em check hết rồi. Anh cứ làm thoải mái. Nhà nó không có em vẹo gì đâu. Nhà không có vẹo gì. Mà gấu vậy. Em nghĩ chắc nó chơi đồ nên ngáo đi. À ngáo ạ. Ngáo khang hết ngáo luôn. Anh cứ khang thoải mái. Mặt đỏ cứ để em lo. Ok em. Dẫn đường anh. Đi. Chào các anh. Mời các anh ngồi. Bà là mẹ thằng Huấn ạ. Trên giấy tờ thì đúng là như thế đấy. Nhưng bây giờ nó coi tôi như người chết rồi. Thật ra thằng Huấn nợ cháu ít tiền. Nên anh em cháu hôm nay phải đến đây. Tôi cũng đoán thế mà. Nhiều người như các anh đến đây lắm. Bà anh rửa bánh lên với chúng tôi à? Đéo chơi đâu. Cắm mồm. Cút rồi kìa. Mẹ nói bà già vậy à? Nhưng bà ấy... Cút! Cháu xin lỗi bác. Thực ra tại thằng Huấn nợ anh em cháu tiền nên buộc lòng anh em cháu phải đến đây. Tôi nói thật, con tôi nó nợ nần nhiều lắm. Nhà có cái gì tôi phải bán hết đi rồi. Cho nên bây giờ mới ra nông nỗi này đây. Ba trai đâu ạ? Ông ấy cũng vì giận nó. Sốc chết rồi. Nó chơi bời gì mà nợ nần nhiều vậy bác? Nó hư lắm. Nó toàn ngồi một mình ở trong buồng ấy. Nó có hút cái gì như cái điếu cày ấy. Nhưng mà tôi thấy mọi người nói là nó đập đá. Chết rồi. Đập đá là dở rồi. Nó thường xuyên xin tiền tôi. Khi nào không có nó còn đánh tôi. Thôi đành kệ. Sống được ngày nào thì sống. Mày đưa tao! Mày chó này đi rồi em ạ! Bỏ ra! Chó
tôi không quản hoa lạ. Em cất cân cho nó cho nó khỏi chạy. Tôi xin các anh, các anh đừng đánh nó. Mày nói mày nghe không? Sao? Mày nhớ giọng tao chứ? Rồi, em biết rồi anh ạ. Các anh tha cho em. Tao vốn nó không thích động vật rồi, giờ còn gặp cái loại như mày nữa. Nợ của anh em sẽ bảo mẹ bán đất để trả anh ạ. Mày được sinh ra làm người mà không tính của một con người. Mẹ mày ốm như thế này mà mày còn lấy tiền của bà, đánh bà để lấy tiền đi phê pha. Mày có là con người nữa không? Hả con chó? Em biết lỗi rồi, xin các anh cho em một cơ hội sống. Là thằng đàn ông ấy chỉ quỳ trước bố, trước mẹ, chứ đừng bậy bà ai cũng quỳ. Nhục lắm con chó ạ. Tao sẽ xóa nợ cho mày, nhưng với một điều kiện. Anh... Thật à? Điều kiện gì anh nói đi. Mày bỏ chơi bời phê pha đi, tập trung chữa bệnh cho mẹ khi mà còn có thể. Mày có làm được không? Vâng, em làm được anh ạ, em làm được anh ạ. Mày nên suy nghĩ trước khi nói. Mày chắc chắn với tao chứ? Vâng, em chắc chắn, anh tin em đi. Tao chỉ xem mày làm thôi. Còn tao chán nghe mấy thằng nghiện trình bày em rồi. Anh em cháu có mấy đồng với bác? Bác cầm về chữa bệnh ạ. Không không, tôi không dám nhận cậu ạ. Bác cầm về giúp anh em cháu. Thực ra xóa nợ cho nó là vì cháu thương bác. Bác cũng như mẹ cháu thôi. Nếu mà nó có tiền để giải anh em cháu ấy thì cũng chỉ là do bác bán đất mà có, nên anh em cháu cũng đành. Chứ với cái loại nó thì 1.000 không xứng đáng. Thôi, anh em chào bác, anh em về ạ. Đội ơn các cậu. Bà đưa cục tiền này cho tôi. Con không thể lấy số tiền này. Bà ra rồi, chứ mày làm gì nữa, chơi đi cho nhanh nào. Con là con là người nữa không? Mẹ hiền yêu ơi, con sẽ không quên được người. Tiền bạc nó có hai mặt. Nếu ta dùng nó đúng cách thì nó vẫn là đồng tiền. Còn nếu ta dùng nó sai cách thì nó sẽ là đồng bạc. Nó làm cho con giết cha, làm cho vợ giết chồng, làm cho bạn bè tàn sát nhau. Bậc làm cha làm mẹ vì thương con mà để con báo nợ lần một thì sẽ có lần hai và lần tiếp theo. Đến khi khuynh ra bại sản rồi mới nhận ra trả nợ cho con là một sai lầm trong cuộc đời thì đã quá muộn rồi. Nên nếu yêu thương con cái, hãy cho con cái có môi trường học tập tốt nhất, chứ đừng chỉ thương con mà chiều con thì đó là hại con, hại cả chính mình. Chờ con với những nụ cười trên môi, theo bước con đi mỗi nơi.